này thiện hiện bậc cực hỉ chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bậc cực hỉ riêng có pháp giới bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân riêng có pháp giới bậc cực hỷ tức là pháp giới pháp giới tức là bậc cực hỷ bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân tức là pháp giới pháp giới tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân này thiện hiện năm loại mắt chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa năm loại mắt riêng có pháp giới sáu phép thần thông chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa sáu phép thần thông riêng có pháp giới năm loại mắt tức là pháp giới pháp giới tức là năm loại mắt sáu phép thần thông tức là pháp giới pháp giới tức là sáu phép thần thông này thiện hiện mười lực phật chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa mười lực phật riêng có pháp giới bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng riêng có pháp giới mười lực phật tức là pháp giới pháp giới tức là mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng tức là pháp giới pháp giới tức là bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng này thiện hiện đại từ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa đại từ riêng có pháp giới, đại bi đại hỷ đại xả chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa đại bi đại hỷ đại xả riêng có pháp giới, đại từ tức là pháp giới, pháp giới tức là đại từ, đại bi đại hỷ đại xả tức là pháp giới, pháp giới tức là đại bi đại hỷ đại xả này thiện hiện pháp không quên mất chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp không quên mất riêng có pháp giới tánh luôn luôn xả chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa tánh luôn luôn xả riêng có pháp giới pháp không quên mất tức là pháp giới pháp giới tức là pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tức là pháp giới pháp giới tức là tánh luôn luôn xả này thiện hiện trí nhất thiết chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa trí nhất thiết riêng có pháp giới. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng riêng có pháp giới. Trí nhất thiết tức là pháp giới, pháp giới tức là trí nhất thiết. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là pháp giới, pháp giới tức là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng.